Xin kính chào quý vị đang xem tin tức của báo Tuổi Trẻ và tôi là Thanh Vi. Thưa quý vị, trong khi phía Nga vừa mới tuyên bố đã chiếm được Bakhmut, thì phía Ukraine đã bác bỏ thông tin này, mỉa mai cho rằng Nga còn lâu mới chiếm được Bakhmut và lá cờ mà tập đoàn Wagner cắm ở thị trấn này là trên một nhà vệ sinh. Ngày 3 tháng 4, quân đội Ukraine khẳng định giao tranh vẫn đang diễn ra ở Bakhmut cũng như một số thị trấn khác. Ông Shahir Charavati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự phía đông Ukraine, bác bỏ tuyên bố của Nga đã chiếm được Bakhmut. Ông cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra xung quanh tòa thị chính Bakhmut. Bakhmut thuộc về Ukraine, họ Nga chưa chiếm được bất cứ thứ gì và còn rất xa mới làm được điều đó, ông Charavati nói với hãng tin Reuters vào ngày 3 tháng 4. Họ dương lá cờ trên một nhà vệ sinh nào đó, họ gắn nó vào một bên không biết là gì, treo giả rách và nói rằng họ đã chiếm được thành phố. Tốt thôi, hãy để họ nghĩ rằng họ đã chiếm được nó, ông nói thêm. Vào ngày 2 tháng 4, tập đoàn lính đánh thuê Wagner, lực lượng dẫn đầu chiến dịch của Nga nhằm bao vây và chiếm giữ Bắc Mút, tuyên bố đã cắm cờ Nga trên tòa nhà hành chính ở trung tâm thị trấn. Cũng trong ngày 3 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến bước tiến nào trong thông báo hàng ngày về tình hình chiến sự, theo hãng tin AFP. Trận chiến giành Bách Mốt là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phía Kiev tuyên bố đã đánh bật 25 đợt tấn công của Nga, nhưng đã để mất nhà máy luyện kim Azov. Ông Evgeny Rogozin, lãnh đạo Wagner, cũng thừa nhận là quân đội Ukraine vẫn đang giữ một số vị trí. Từ quan điểm pháp lý, Bắc Mút đã bị chiếm, kẻ thù đang tập trung ở các vùng phía tây thị trấn, ông nói. Tuy nhiên, trước đó, ông Rigozin cũng từng nói hố về chiến dịch ở Bắc Mút. Chiến trường Đông Âu ngày càng căng thẳng, phía Nga mới đây cũng đã lên tiếng cho rằng Ukraine và các nước phương Tây đang tìm mọi cách để kéo dài chiến sự. Đồng thời, Nga cũng chỉ trích Liên minh châu Âu-EU đã hỗ trợ Ukraine qua việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho chế độ tội phạm ở Kiev. Cho đến nay, tiến trình hòa bình đã bị cản trở vì Kiev và phương Tây đang nỗ lực hết sức để kéo dài chiến sự, Ngoại trưởng Nga ông Laro, nêu quan điểm. Ông cũng cho rằng Nga ghi nhận việc phương Tây không sẵn lòng tham gia vào một cuộc đối thoại giữa các quốc gia dựa trên các nguyên tắc bình đẳng. Nhưng Nga phản đối việc sử dụng các phương pháp gây áp lực bằng trừng phạt và các công cụ cạnh tranh vô đạo đức khác. Sự hợp tác chiến lược của Moscow không nhằm chống lại các nước thứ ba, nó chỉ góp phần vào sự phát triển cân bằng của toàn bộ hệ thống quốc tế. Về quan hệ với châu Âu, ông Lavrov cho rằng mối quan hệ xấu đi với Liên minh châu Âu-EU là do khối này tự tạo ra. EU đã hỗ trợ Ukraine qua việc cung cấp vũ khí và huấn luyện cho chế độ tội phạm ở Kiev. EU đã đánh mất nước Nga, đó là lỗi của chính họ. Chính các nước thành viên EU và các nhà lãnh đạo EU đã công khai tuyên bố cần phải gây ra, theo cách nói của họ, một thất bại chiến lược với Nga, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói đáp lại các bước đi thù địch, chúng tôi sẽ hành động một cách cứng rắn nếu cần thiết dựa trên lợi ích quốc gia của Nga và các nguyên tắc có đi có lại được chấp nhận trong thực tiễn ngoại giao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin báo tuổi trẻ. Tất cả thông tin sẽ được cập nhật trên tuổi trẻ.vn, video.tuổi trẻ.vn, kênh youtube của báo tuổi trẻ. Xin cảm ơn.